Bích Phượng xin kính chào quý vị hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2020. Đến với bản tin hoạt hình đốn tối nay gồm có nhạc lá mô đề và chương trình hàng tháng của các cựu sinh viên trường võ bị quốc gia Việt Nam và Hậu duệ võ bị Đà Lạt. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi nhạc lá mô đề do Tú Linh và đoàn Hữu Dũng thực hiện từ North Carolina. Tú Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với Nhạc Lá Bồ Đề qua câu chuyện Bốn câu hội của vị sư chủ trì Cô Động Cả Đời Người Chuyện của Thiện Cầm Tủ Linh Tốn lược và trình bày Kính mời quý vị theo dõi Tại một ngôi chùa nọ Các đệ tử luôn xảy ra tranh chấp tật đố Mà không hề biết nghĩ cho nhau làm vị sư chủ trì rất phiền lòng Một hôm các đệ tử đang tranh cãi Đến mức đánh nhau Họ muốn so tài cao thấp đệ tử tìm ra người xứng đáng được truyền thụ võ công. thấy vậy, vị sư trụ trì liền gọi tất cả đệ tử lại mà nói: hôm nay ta sẽ chính thức lựa chọn người được vào tàng kinh các để học kinh thư, nâng cao công lực. ai là người trả lời đúng bốn câu hỏi này của ta sẽ được chọn. tất cả các đệ tử liền vội vàng tập trung lại quanh vị sư phụ chủ trì để nghe câu hỏi duy chỉ có chú tiểu hay bị các sư huynh bắt nạt vẫn khoan thai đứng quét rác như không biết chuyện gì đã xảy ra vị sư phụ quan sát chúng đệ tử rồi gọi chú tiểu ấy lại cùng nghe sau đó ông hỏi câu thứ nhất xem mình là người khác các con có thể nói thử xem các con hiểu thế nào về câu nói này không trong khi các vị sư huynh đang trầm ngâm suy nghĩ để tìm câu trả lời thì chú tiểu nói: "Câu này có phải nghĩa là khi con buồn khổ, nếu xem mình là người khác, như vậy thì nỗi khổ của con sẽ giảm đi. Khi con quá vui vẻ, xem mình là người khác thì sự dao động đó sẽ được trung hòa lại. Khi con sân hận, xem mình là người khác thì con sẽ hòa ái hơn. Vị sư nhẹ nhàng gật đầu và nói. Câu thứ hai, xem người khác là mình. Nói xong, ông yên lặng chờ đợi đệ tử tìm ra câu trả lời. Chú Tiểu trầm ngâm một lúc rồi nói. Có phải là xem người khác là mình thì có thể cảm nhận được niềm vui hoặc nỗi buồn của người khác, hiểu được họ cần gì và giúp đỡ khi họ cần. Khi ấy, làm bất cứ việc gì mình đều nghĩ cho người khác trước vị sư chủ trì rất vừa lòng và lại hỏi tiếp câu thứ ba xem người khác là người khác lúc này các vị sư huynh đều ngơ ngác chưa hiểu được thì chú tiểu liền trả lời có phải câu này có nghĩa là chúng ta phải tôn trọng sự độc lập của mỗi cá nhân trong bất kỳ tình huống nào cũng không được can dự vào không gian riêng của người khác ai cũng có duyên nghiệp riêng không thể tự ý can thiệp được vị sư nghe xong rất vừa ý và nói ta sẽ nói cho các con biết câu hỏi cuối cùng tự xem mình là mình chú tiểu vừa nghe xong thì lập tức trả lời câu nói này có nghĩa là phải tôn trọng nội tâm của chính mình luôn luôn nhìn lại mình không được để bị tác động bởi môi trường bên ngoài hoặc thành kiến của người khác không bị làm phiền thì mới có thể sống là chính mình có được sự tự do tự tại vị sư cười lớn quả nhiên là một người có căng cơ chỉ vài lời mà con đã dạy được những câu hỏi cô độc về kiếp nhân sinh của thầy chỉ là mấy câu này tuy hiểu thì rất dễ nhưng các con phải vận dụng vào thực tế cả đời đấy lúc này các vị sư huynh cảm thấy xấu hổ không nói nên lời và mỗi người ai nấy đều lầm lũi đi về phòng thiền nghiền ngẫm lại những câu hỏi và câu trả lời của vị sư đệ tuy hay bị coi thường và bắt nạt nhưng lại có sự hiểu biết uyên thâm nhất Vị sư chủ trì gọi chú tiểu lại, ân cần hỏi, vì sao con chỉ thích quét rác mà không thích luyện võ công? Chú tiểu đáp, vì con thấy lúc quét rác, chính là lúc con quét đi những thứ dơ bẩn trong tâm mình. Nếu vẫn còn sân si trong lòng, thì khi luyện võ công, mình sẽ vô tình đã thương người khác thôi ạ. À. Sư chủ trì cảm thấy rất vừa lòng, vì có được tiểu đệ tử, ngộ tấn cao như vậy. Liền hỏi tiếp, vậy giờ ta cho con vào tàng kinh các để học các kinh thư, con có muốn không? Chú Tiểu liền đáp, con rất thích, nhưng e giờ chưa thích hợp vì con chưa đủ trưởng thành. Với lại, các sư huynh sẽ không bằng lòng và sẽ gây thêm chuyện phiền phức cho sư phụ. Sư phụ gật gù đồng ý và dặn dò. Sau này cuộc sống của con có thể sẽ gặp nhiều khổ nạn, nếu con biết xem mình là người khác, như vậy thì khổ nạn cũng sẽ dễ vượt qua. Khi con muốn xuống núi giúp người giúp đời thì trước hết con phải hiểu thật rõ chính mình, biết cách cân bằng nội tâm, bất động trước các tác động tiêu cực bên ngoài. Hãy sống tùy tiện tự nhiên, không được vô cớ can thiệp đời sống riêng của bất kỳ ai làm bất kỳ việc gì cũng phải nghĩ cho người khác trước lúc ấy mình mới là người có ích được câu chuyện thứ hai anh có chấp nhận không của hòa thượng thích phước tịnh thưa quý vị giáo lý đạo Phật không phải là những viên thuốc trị sổ mũi nhức đầu mà là phương thức trị liệu bệnh tử sinh ngàn đời của con người con đường tu tập chuyển hóa là mười năng lượng chánh niệm luôn có mặt trong thân tâm này từng phút từng giây của cuộc sống ta phải tự đào xới vùng đất tâm của mình tự thực tập nhận diện được mình không phải là hình hài này không phải là hờn giận vui buồn này hay những suy nghĩ lao sao bằng con đường thực tập nhận biết chúng ta đang chứng nghiệm hạnh phúc đời người chắc hẳn không phải là vật chất đầy đủ được người thân, con cái quê quần, được nhiều người thương quý. Và là hạnh phúc là nắm được tự thể tâm, không sinh, không diệt của chính mình và an chú. Thưa quý vị, đời ta khổ lụy nhiều rồi, đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt của Trịnh Công Sơn, trầm luân gánh nặng mang hoài. Nếu không gặp được chánh pháp như lai, làm sao ta biết được con đường thực tập các đức sinh tử luân hồi. May mắn trong kiếp sống này có nhiều bậc thầy xuất hiện tặng chúng ta món quà quý báu là pháp hành của Phật để cho ta nắm lấy mà học và tu. Nhận lấy món quà này, nếu thực tập nghiêm túc, ta sẽ điều phục được thân tâm, chế ngự được cơn giận, chế ngự được buồn khổ ganh tị bất an, đem đến cho ta an bình, tịnh lạc, hạnh phúc ngay trong hiện đời. Xin hãy đón nhận uống những viên thuốc giáo lý của Đức Phật để sống, để thực tập. Điều này ai cũng có thể làm được. Và trong hiện đời, tối thiểu các vị sẽ là tặng phẩm hạnh phúc và quý giá, tuyệt vời cho người thân, cho gia đình, cho xã hội. Vấn đề là chúng ta có chấp nhận sự thật và chịu thực tập hay không mà thôi. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lão bồ đề 2 at gmail com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.